khi chúng ta đã nghe nhạc, thả lỏng cơ thể cũng như điều tiết hơi thở. Cơ thể của chúng ta, hơi thở của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tập. Hôm nay chúng ta bắt đầu với bài tập làm tan mỡ bụng, hông, đùi dành cho phụ nữ sau khi sinh và người mới tập yoga với nhu cầu làm tan mỡ bụng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào buổi tập. Rồi, duỗi chân mình ra, thả lỏng lắc lắc cho mềm chân mình. Rồi, lắc mềm chân nè. Duỗi mũi chân, xè căng tay, gập, nắm tay, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi giữ lại đây, duỗi căng 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 làm nóng ngón tay nè. Rồi thả lỏng về, tay lên cao, vuông người cao, tay hạ xuống ép ra phía sau, duỗi mũi chân gặp người tới phía trước, tay lên cao, vuông người cao, căng cơ cổ, gặp tới phía trước, tay bung lên, hít lên, vuông cao, thở gặp, duỗi mũi chân gặp người tới phía trước, lên đưa hơi vào vuông cao, thở gặp người tới phía trước, lên vuông cao, thở gặp người tới phía trước đang làm nóng cơ thể mình, lên vuông cao căng cơ cổ, thở gặp tới phía trước, duỗi mũi chân, lên vuông cao, thở gặp tới phía trước, lên vươn cao và giữ lại đây nha. Đang kéo tay mình lên, 5 4 mũi chân duỗi, 3 2 và thở ra, hạ xuống, thả lỏng tay mình. Hai chân mình khép sát lại nè, mũi chân duỗi đi, quan sát đi, vừa sức mình cũng vậy luôn. Hai tay mình vươn lên cao, thở ra nghiêng phải nè, hạ cùi chỏ xuống, nhớ nè, hạ cùi chỏ thì giữ cái mông bên trái lại, nghiêng người mình sang phải, mắt nhìn lên, dùng lực tay kéo nè, cảm nhận thông lường bên trái mình đang kéo căng, quan sát hơi thở, giữ đè mông bên trái lại và lên, thở nghiêng trái, giữ mông bên phải lại, hạ cùi chỏ xuống, giữ mông bên phải, kéo tay phải, hít lên, thở nghiêng phải, giữ mông bên trái, hít lên, thở nghiêng trái, giữ mông bên phải lại, lên, thở nghiêng phải, giữ mông bên trái lại, lên, thở nghiêng trái. Mình đang kéo căng làm nóng và đánh tan mỡ hông mình, mỡ ngược bên phải của mình, dùng tay phải kéo tối đa, cảm nhận căng nè, giữ mông mình lại và lên, thở nghiêng phải, kéo nè, kéo mông giữ lại, tay mình kéo lên, thở nghiêng trái, kéo, quan sát hơi thở, vẫn thở được để cơ thể mình mềm, lên, thở nghiêng phải, kéo nè, lên, đang làm nóng và tan mỡ hông nè, thở nghiêng trái, kéo lên, lần này giữ lại, thở nghiêng phải, mình giữ lại đây, 5, mềm mại cơ thể mình ra, 4, 3, hơi thở vẫn ra vào 2, và lên, đổi bên, thở nghiêng trái nè, giữ nè, 5, 4, giữ mông
mông bên phải lại ba, tay phải kéo hai và từ từ lên lại, thở ra hạ tay xuống, lắc lắc cho mềm tay mình. Hai tay mình đan ra phía sau giữ lại đây nha, đan ra các ngón tay đan mềm giữ lại đó. Rồi mũi chân duỗi nè, gập bụng, tư thế này ép bụng và xoắn phần hông mình nha. Rồi gập cái trước 3 lần, xoắn xoắn xiết sang bên phải 3 lần, bên trái 3 lần rồi xuống nha. Đầu này gập nè, gập, gập hóp bụng, gập, xoắn sang phải nè, xoắn 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 trả về phía trước, thở ra hóp bụng, hóp hóp, xoắn sang trái nè, xoắn xoắn, khi xoắn sang trái thì tay phải mình kéo nè, xoắn xoắn lên, gập tới phía trước, hóp bụng, hóp hóp hóp, xoắn sang bên phải thì tay trái kéo, xoắn xoắn xoắn, xoay ngang cho mọi người dễ nhìn nè. Rồi gập tới phía trước nè, gập gập gập, xoắn sang trái nè, xoắn xoắn xoắn, trả về phía trước nè, thở thở thở, hóp bụng lại, xoắn sang phải nè, xoắn 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 xoắn, thấy xoắn phần hông mình không, thở gập tới phía trước, gập hóp hóp, xoắn sang trái, xoắn xoắn xoắn, trả về gập tới phía trước, đang làm tan ở bụng mình nè, hóp hóp hóp, tay mềm ra, xoắn sang phải nè, xoắn xoắn xoắn, trả về phía trước gập nè, hóp hóp hóp, xoắn sang trái nè, xoắn xoắn xoắn, gập tới phía trước nè, hóp hóp hóp, xoắn sang phải nè, giữ, xoắn xoắn giữ, rồi ép mở cái vai phải, ép dùng tay trái mình nè, kéo tay phải, xoắn người mình sang bên phải giữ, nằm 4 3, cảm nhận cái độ xoắn của hông mình nè, 2 và trả về gập tới phía trước nè, gập gập, tay đang mềm ra, tập trung ép cái phần bụng mình xuống đùi, gập thân trên thả lỏng và lên, xoắn sang trái nè, xoắn xoắn rồi ép nè, tay phải mình kéo tay trái, mở vai trái, 5 4 3 2 và trả về gập tới phía trước giữ nè, hóp bụng, 5 4, hóp bụng, vai tay mềm ra, 3 đang ép bụng mở của mình nè, 2 và từ từ lên lại, xoay về quan sát hơi thở của mình. Rồi mở chân ra, co gót chân trái vào, mở chân phải, không có mở ngang, mở gót xéo, mở gót xéo tới phía trước, quan sát hơi thở, mở gót xéo. Rồi mũi chân phải duỗi, quan sát hơi thở mình như hai tay hai bên nè, thở ra chậm rãi, bụng ép sát xuống đùi, thở ra ép nè, ép bụng mình đang ép bụng nè, thở ép bụng sát xuống, xuống hóp bụng xuống, lên thẳng lưng, hai tay chống nâng chân lên, hít lên, thở hạ chân, chậm rãi trường tới phía trước, chậm rãi nhẹ nhàng xuống, xuống hóp bụng, mình đang ép bụng mình đó, mình đang đánh tan mở hông bụng, ép bụng sát hóp và lên, hít nâng chân lên cái, thở hạ nè, gặp tới phía trước, hóp chậm rãi nhẹ nhàng hóp, ép hóp bụng, nhớ là bụng mình đang ép, bụng mở đang nhiều, nó đang đau nè, mình hóp bụng là thêm nha, hóp và lên, xiết cơ đùi, rút cơ bụng, nâng chân lên lên, đang đánh tan mở hông bụng, thở gặp tới phía trước xuống, thở hết hơi ra hóp bụng, như ai đang kéo tay mình tới phía trước, người mình trải dài xuống chân, bụng hót lại và lên, chống tay rút cơ bụng, xiết cơ đùi lên, thở hạ xuống, hót bụng, vươn dài dài, hót 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 hót, hót bụng mềm mại, nhúc nhích hót bụng, lên nâng chân lên, lần này xuống giữ lại nè, nhớ đừng có gồng chân mình quá, thả lỏng ra, cơ thể mình mềm ra. Rồi xuống xuống xuống, ép giữ ở đây, thả lỏng toàn thân ra,
nằm. Thấy mình đang ép bụng mình xuống đùi đây, bụng mở mình đang ép xuống đùi. 3 2 bụng mình đang đau, chân mình đang căng, hóp bụng hóp. Và từ từ lên lại cũng vậy luôn. Rút cơ bụng, xiết cơ đùi, nâng lên giữ. 5 4 đang đánh tan mở bụng mình nè. 3 duỗi chân. 2 và chậm rãi thở ra hạ xuống, lắc cho mềm chân. Rồi mở chân phải đó rộng luôn, nãy mình mở xéo bây giờ mình mở rộng nha. Kéo gót chân trái xích vào một tí, kéo để mình nghiêng chị. Lần này mình sẽ dựng mũi chân phải lên, hai tay mình lên cao, vươn lên cao nè. Thở ra nghiêng người sang phải, nghiêng ép tay phải ra phía ngoài. Nở chân ép, bụng hóp, ép sát lườn mình xuống. Và hít lên, xoay hai tay chống sang bên trái, xoắn đốt sống lưng mình cái hóp bụng. Hít lên, thở nghiêng sang phải, nghiêng chậm rãi, thấy căng nè. Vừa căng lườn mình, ép bụng mở, căng cơ đùi. Chậm rãi kết hợp với hơi thở xuống, hóp bụng hóp. Hít lên, xoắn người mình sang phải trái, xoắn hai tay chạm được sàn để mình suýt cái phần hông mình, xoắn cái xoắn lưng và hông mình. Lên, thở nghiêng phải, hóp bụng. Lên, xoắn sang trái, xoắn siết đốt sống lưng. Hít lên, thở nghiêng phải, hóp bụng hóp, đang đánh tan mở hông bụng mình đây. Lên, xoắn sang trái, hai tay chạm sàn, siết đốt sống lưng. Lên, lần này giữ lại. Thở, đời nghiêng giữ là đời. 5 4 mình đang căng hết hông mình, lườn bên trái mình và trùng mở bụng bên phải mình. 3 2 và từ từ lên lại, xoay người mình sang trái, chống hai tay xuống sàn, giữ ra đây, cảm nhận đốt sống lưng mình đang xoắn, mở hông bụng mình đang siết nè. 5 4 giữ cơ đùi phải lại. 3 2 và từ từ trả về lại. Rồi mình đổi chân, co gập chân phải lại, duỗi chân trái thành gốc, không có mở ngang. Duỗi chân trái tới khóc xéo tới phía trước. Rồi mũi chân duỗi tập chậm đều nè, hóp bụng, thở chậm chậm, hóp bụng xuống xuống. Nhai đang kéo tay mình vươn dài ra hóp bụng. Lên, hai tay chống nè, xiết cơ bụng, rút cơ bụng, xiết cơ đùi nâng lên. Thở hạ, gập tới phía trước, hóp hóp, mềm mại làm sao ép bụng mình. Lên, xiết bụng, thở hạ, gập, hóp hóp. Lên, xiết bụng, thở, gập, hóp hóp. Lên, rút bụng, nâng chân, rút cơ bụng, xiết cơ đùi. Thở, chậm rãi ép bụng, mềm thân trên, hóp hóp hóp. Lên, đang đau bụng quá đây. Lên, thở hạ, đang đánh tan mở bụng đây, bụng mình đang bị ép đau đây. Cố lên, hóp bụng xuống, ép cho người mình sát xuống chân càng tốt, thấy bụng mình ép sát xuống đùi. Và lên, xiết cơ bụng, nâng lên, thở hạ xuống. Lần này giữ lại, trường dài ra. 5 4 3 2
và lên rồi rút bụng xích cơ đùi giữ đây, đang nằm mình nặng quá, người mớ nặng quá tay mình có thể dịnh chân. 4 3 đang đánh tan mở bụng mình, 2 và từ từ thở ra, thả lỏng chân mình và mở chân nó ngang luôn. Rồi mở chân ngang, dựng mũi chân trái lên, rồi hai tay mình lên cao, đưa hơi vào, thở nghiêng trái, hóp bụng ép lườn mình sát xuống, hóp bụng thấy căng hết lườn bên phải, ép hông bên trái, hóp bụng và hít lên, xoắn hai tay mình chạm sàn bên phải, xoắn đốt sống lưng nè, rút cơ bụng cái, rồi hít lên, thở nghiêng trái, chậm rãi nhẹ nhàng đang đánh tan mở hông của mình, hóp cơ bụng lại và lên, xoắn hai tay sang phải, chạm được sàn, siết đốt sống lưng mình cũng như siết hông bụng của mình, siết chặt rút bụng lại và lên, thở nghiêng trái, hóp hóp, hít lên, xoắn sang phải, xoắn siết rút bụng, hít lên, thở nghiêng kéo lườn mình nè, lườn căng hết cơ hông bên phải, trùng mở bụng bên trái đang đánh tan mở bụng mình nè, bụng hót lại và lên, xoắn sang phải, hót bụng lên, rút bụng nè, lên cao cũng vậy luôn, siết bắp tay vươn cao, dựng mũi chân lên, thở nghiêng trái, ép lườn sát xuống, hóp và hít lên, xoắn sang phải, siết, hít lên, lần này giữ lại, nghiêng sang trái, giữ lại đây, 5 4 mềm mại ra, hóp bụng, 3 thấy đang đau phần bụng mở bên trái của mình, 2 tay hướng thêm cho căng hết lườn bên phải, bụng mình hót lại và từ từ hít lên, xoắn người mình sang phải, giữ lại luôn, nhớ ép xoắn rút cơ bụng nè, xoắn chống hai tay luôn, 5 4 3 2 rồi duỗi chân, thả lỏng mềm chân mình, rồi hai chân duỗi ra, lắc cho mềm chân mình, lấy hơi lại, nhớ luôn điều tiết hơi thở mình để mình tập á, không bị mệt, mệt là do hơi thở mình hụt quá, điều tiết hơi thở trong lúc tập. Rồi hai chân mình khép sát lại, duỗi mũi chân nè, hai tay đặt lên đùi, thở ra chậm rãi, trường tới phía trước nè, ép bụng tới phía trước, ép nè, đang đánh tan mở bụng mình, cố gắng ép tay nắm lấy cổ chân, ép tới phía trước nè, nhích mông sang phải, nhích mông sang trái để kéo dài thắt lưng mình ra, cho cái độ ép của bụng mình sát xuống đùi hơn nữa, hóp bụng giữ lại, 5 4 đang đánh tan mở bụng mình, cố gắng nhúc nhích trường dài đốt sống lưng ra, ép bụng sát xuống nữa, 3 2 và từ từ hít lên, rồi vô tập bụng nữa nha, tập vừa sức mình, tay này nắm nhẹ tay kia, rút cơ bụng lại nha, thở ra hạ lưng mình chạm sàn nè, cơ bụng hót lại, rút lên vừa chứ không có lên cao gì nha, lên vừa như thế này để còn lực vào bụng, mình đang tập bụng mình đó, thở hạ lưng vừa chạm sàn, lực vẫn còn bụng, chưa có thả lỏng cơ thể mình ra đâu, rút lên, hóp bụng lại, thở nè, hạ lưng vừa chạm sàn, đang nặng, rất là nặng cơ bụng mình nè, lên cũng vậy, rút cơ bụng lại, không có thả lỏng cơ bụng đâu, thở hạ xuống, lưng vừa chạm sàn nặng quá nhưng rút nè, đưa lực vào bụng, lên vừa, thở hạ lưng vừa chạm sàn, hóp bụng lên, hóp cơ bụng lại, mình đang tập bụng, mình đang cố gắng lên nha, sẽ rất là đau.
là nhanh lên. Đang rất là đau, đau thắt luôn. Thở hạ lưng vừa chạm sàn lên. Người mới mình có thể hạ xuống thấp vừa sức, mình không hạ thấp được, hạ vừa. Mình lên mình cảm nhận được cái lực rút thả và đau thắt cơ bụng của mình. Hạ xuống vừa, hóc lên, cố gắng lên, hít thở lấy hơi lại, cố lên người mới. Cố lên, hạ lưng, lên, hai lần nữa, lần thứ ba giữ, cố gắng. Mình thấy đau quá mình đừng hạ thấp. Mình hạ vừa rồi lên, hóc bụng lại lên. Hạ xuống vừa, mình tốt thì mình hạ thấp được, vẫn rút cơ bụng, ôi đau quá rút nè. Rồi mình lên. Lần này xuống giữ và lên giữ, cố gắng, đang rất đau bụng, cố gắng lên nha. Xuống nè, 5, 4, đang rất đau, 3, rút bụng, 2, và lên cũng lên, rất là đau luôn, 5, 4, cố gắng rút cơ bụng mình lại giữ, 3, 2, rút, rồi hạ thấp dần, hạ thấp dần, hạ thấp dần, ôi đau bụng quá. Đặt tay phải lên bụng là xoay vòng tròn là hai tay luôn. Xoay xo bụng mình vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, đang đau rát cơ bụng. Người mới tập rất là đau nha. Tập buổi đầu đau rút cơ bụng mình. Buổi thứ hai, thứ ba vẫn đau. Buổi thứ tư, thứ năm vẫn đau nhưng nhẹ hơn. Sau một tuần thì nó nhẹ, sau một tuần thì đã cảm nhận được cơ bụng mình đó nhỏ lại rồi đó. Tập mỗi ngày tư thế này sau một tuần là cảm nhận được cơ bụng mình nó rút vô, nó thấy luôn. Khi đau mình cố gắng lên, nhớ theo hết bài bụng. Rồi chân, các ngón tay mình đan vào nhau, đè chặt phần rúng mình, bụng dưới từ rúng xuống đè chặt lại. Để khi mình nâng chân lên á, phần thắt lưng nó không nhấc lên khỏi sàn. Rồi giữ nha. Rồi nâng hai chân lên cách mặt sàn một gang tay, cơ bụng mình nó đang nổi lên nè. Tay đè xuống rút xuống, 5, 4, 3, 2, thở ra hạ xuống, đưa hơi vào thở ra, thở ra. Rồi lên rút bụng, 5, tay đè chặt bụng lại, cơ bụng hót lại, 4, 3, hót cơ bụng lại, 2, và thở ra hạ xuống, lên, 5, 4, rút cơ bụng lại, 3, đang đánh tan mở bụng mình, 2, cố gắng lên, và thở ra hạ xuống đi hai lần nữa thôi, siết chặt cơ bụng mình lại, lên, 5, hót bụng đè bụng mình xuống, 4, đè thắt lưng sát ra, 3, 2, thở hạ lần cuối, cố lên. Đang mỏi và đau lắm nhưng cố gắng đừng bỏ cuộc. Đang tay vào đè chặt cơ bụng lên, 5, 4, rút cơ bụng đè lại, tay đè lại, 3, đang rất đau nhưng cố gắng lên, 2, và thở ra hạ xuống. Đưa hơi vào thở ra, thở ra, co hai gối lại, hai tay ôm sát vào bụng, hót bụng giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, và từ từ thở ra hạ xuống, lắc lắc mềm tay chân mình. Sau đó mình nằm sấp lại, trả lại lưng mình. Rồi trước khi trả lại lưng, mình hãy tập cơ bụng mình thêm 3 lần này nữa nha. Tập nhẹ nhàng thôi. Mọi người đây đang cố gắng bài này rất là tuyệt vời cho những ai muốn giảm mỡ bụng và mới tập lần đầu, tập mỗi ngày một tuần, cảm giác cơ bụng mình nhỏ, nó thấy luôn. Và mình sẽ đo trước khi tập một tuần nha. Tập nghiêm túc một tuần rồi. Hai tay mình đặt hai cùi chỏ tay xuống. Tư thế này tập tan mở bụng nè. Siết mông đùi lại, nhấc đầu gối lên giữ, giữ chỉ 3 lần năm thôi. 5, rút bụng đùi lại, 4, siết bụng mình lại, 3, mới mình chỉ giữ 5 nhịp thôi, 2,
và thở ra hạ xuống. Mai mốt bài 1, bài 2 em sẽ cho giữ 10 nhịp, 15 nhịp lên 20 nhịp. Khi mà lên 20 nhịp thì bụng đã nhỏ rồi, bụng đã rất là đẹp rồi. Rồi lần 2 lên. Nhớ là siết bụng đùi lại, ấn cục chỏ bụng đùi mình siết lại giữ 5 4 3 rút bụng đùi lại 2 và thở ra hạ xuống. Đưa hơi vào thở ra lần cuối, cố lên. Bài này rất là nhẹ nhàng, bài đầu tiên, cố gắng không bỏ cuộc. Lên giữ 5 siết bụng đùi lại 4 3 2 và từ từ thở ra hạ xuống. Co tay đặt lỗ tay phải xuống, thở ra, đưa hơi vào thở ra. Thở ra và trả lại lưng luôn. Hai chân mình tách rộng ra bằng mấy thảm. Hai tay chống hai bên ngực, đặt cằm xuống sàn rồi lên. Chậm rãi lên, 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 rướn cằm mở vai nhúc nhích mềm lưng mình. Và thở hạ xuống. Hít lên, rướn cằm mở vai. Thở hạ xuống. Lần này lên giữ lại. Hít lên, rướn cằm mở vai giữ lại đây. 5 4 3 2 di chuyển hai tay đi sang phải nè, mềm nhẹ tay phải mình ra, đặt tay phải lên đùi phải giữ 5 4 đang đánh tan mỡ hông bên phải của mình nè. 3 2 trả về, thở ra hạ xuống. Rồi lên, hít lên, rướn rướn, di chuyển hai tay đi sang bên trái, nhớ bụng vẫn ép xuống sàn, không nhấc bụng mình lên nha. Đặt tay trái lên đùi trái, chống tay phải đẩy ra phía sau, đang ép lưng bên trái của mình. 5 4 vẫn thở được, không nín thở nha. 3 đang rất là đau cơ bụng và hông của mình. 2 và từ từ trả về, thở ra hạ xuống. Sau đó nằm ngửa ra thư giãn luôn. Bài hôm nay quá dễ, chỉ có bao nhiêu thôi. Mọi người cố gắng tập theo nha. Thả lỏng mềm, lắc tay chừng. Co gối phải lại, ôm sát vào bụng, hóp bụng ép gối phải sát vào bụng ép. Rồi ép gối phải sang trái giữ lại đây. 5 4 3 2 và từ từ trả về. Rồi co gối trái, ôm sát và bụng sát. Và nhẹ nhàng ép gối trái sang phải, xoắn lốt sống lưng thư giãn giữ lại đây. 5 thở chậm mềm cơ thể ra. 4 3 2 và từ từ trả về. Rồi thả lỏng mình, người mình ra. Buông lỏng toàn thân, chậm rãi chìm vào thư giãn. Được mãi.
tròn kia.